Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Cái tin đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với quý vị đây là ngày 14 tháng 11 là ngày quốc tế về tiểu đường. Bệnh tiểu đường nó càng ngày nó càng lan rộng ra. Bởi vì chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta ăn nhiều, chúng ta ít vận động. Chúng ta ăn đồ ăn nhiều quá, bổ quá thì thường thường chúng ta sẽ bị bệnh tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường nó chia ra làm hai loại, loại 1 và loại 2. Loại 1 là từ khi chúng ta còn nhỏ chúng ta đã bị tiểu đường, còn loại 2 khi chúng ta lớn chúng ta bị tiểu đường. Hôm nay chúng tôi nhân dịp này chúng tôi sẽ mang đến quý vị những cái bản tin mới nói về bệnh tiểu đường để chúng ta đừng có lo. Trước đây khi mà quý vị bị bệnh tiểu đường cái thời cha mẹ của chúng tôi đó, khi bị bệnh tiểu đường thì coi như là sợ lắm, bởi vì mình nghĩ như thế là mình sau này mình sẽ có nhiều cái biến chứng, bị cụt chân, cụt tay, bị stroke, bị heart attack, bị hư thận, đủ thứ. Nhưng bây giờ vì y khoa tân tiến, chúng tôi chỉ cách quý vị ăn uống cẩn thận. Nếu quý vị nghe đài chúng tôi, quý vị ăn uống cẩn thận, quý vị tập thể dục, bớt ăn đồ ngọt đi, thì cái đường quý vị nó ở mức tốt. Nếu cần quý vị, chúng tôi sẽ cho toa thuốc quý vị uống, trích, cái đường quý vị sẽ rất là tốt và như vậy quý vị sẽ không sợ. Thì trong cái tuần này đó, thì nó có một cái đề tài rất là hay là cái nói là gọi glucose, continuous glucose monitor, CGM trên toàn thế giới. Người ta nói cái thuốc này, cái này nó dùng được khắp ở bên Âu Châu rồi, nó được dùng lâu rồi, bây giờ bên Hoa Kỳ nó mới chấp nhận trong tháng vừa rồi. Và cái kháng thuốc này nó sẽ nói rằng là đến cuối khoảng tháng 12 này, đầu tháng cuối tháng 12 này nó sẽ bán ra trên thị trường. Cái này nó dễ dùng lắm, nó cái đồng quý vị thấy ở cái tay của cái người đó, nó có cái miếng này trắng trắng đó, nó lớn hơn cái đồng 25 sen của chúng ta một chút xíu. Nó dùng cái máy nó gắn vào cái tay nó giản dị lắm, quý vị có thể tự gắn lấy dễ dàng lắm. Thế thì nó để cái đó nó sẽ dính vào dưới da quý vị, nó có một cái monitor ở dưới da quý vị, nó sẽ cho chúng ta biết. Quý vị có cái sensor cầm cái tay nó cứ để qua cái đó, nó sẽ cho chúng ta số lượng đường của chúng ta trong lúc đó là nào. Cái này nó lợi là chúng ta không phải đâm kim gì cả, không có phải lấy máu gì cả, cứ để cái đó nó biết và chính xác lắm. Quý vị không phải calibration cái gì cả, quý vị để cái đó xong, quý vị để 12 tiếng xong, nó nóng xong là từ đó quý vị ấm lên rồi, quý vị để nó sẽ cho quý vị biết cái số lượng đường quý vị. Thì quý vị đến khám người bác sĩ 2 tuần, quý vị đến một lần, quý vị đưa cái máy cho người bác sĩ coi, ra để cái sensor người ta vô ta coi, thì người ta sẽ biết rằng là cái đường quý vị trong vòng 2 tuần lễ như thế nào. Thì theo như FDA nó approve cái này nó chỉ cho có 10 ngày, nhưng mà bên Âu Châu người ta cho tới 2 tuần lễ. Và như vậy cái một cái hộp này nó gồm có 26 sensor, quý vị có thể dùng được 2 tuần lễ và 1 năm, như vậy tốn kém tất cả là $1,885 một năm, cũng không bắt phải không quý vị. Cái này rất tiện lợi cho những người bị tiểu đường là 1 loại 2, nhất là những người bị tiểu đường loại 2. Thì quý vị có thể coi cái máu quý vị, quý vị ăn xong quý vị ra đi ăn tiệm ăn chơi vui, để cái máy vô thì chết rồi, đường này cao quá mình phải dùng thêm thuốc, hoặc là mình biết là mình ăn những món gì làm cao thì mình tránh đi, thì như vậy cái đường quý vị rất tốt. Đó là cái tin vui để dành cho những người bị tiểu đường, nó rất dễ dùng mà không có đau đớn gì cả, mà cũng không mắc bao nhiêu. Quý vị nhớ tháng 12 này nó sẽ bán, quý vị chỉ việc hỏi người bác sĩ của mình, nó gọi là Freestyle Libre, thưa quý vị. Libre là tiếng Tây, Libre đấy, tiếng free của chúng ta đấy, thưa quý vị. Tiếp theo đây là cái tin vui dành cho những người bị tiểu đường là FDA trong tuần vừa rồi vừa ra lệnh cho thuốc Victoza, tức là thuốc liraglutide, thưa quý vị. Cái thuốc liraglutide này nó sẽ giúp cho chúng ta cái gì? Tức là nó làm cho chúng ta giảm đường xuống, chúng ta giảm ký xuống. Mà bây giờ nó được thêm một cái nữa, nó không làm chúng ta bị hypoglycemia, đường thấp quá, và nó sẽ giúp cho chúng ta chống được bệnh tim mạch. FDA cho phép nó được dùng để chữa người bị tiểu đường, bị bệnh tim mạch, giúp cho chúng ta đỡ bị heart attack, giúp chúng ta đỡ bị stroke, giúp chúng ta đỡ bị hư thận. À, tốt lắm thưa quý vị. Một trích maximum dose nó 1.8. Quý vị trích dùng với thuốc metformin nữa thì nó rất hoàn hảo cho những người bị nhiễm tiểu đường. Nó sẽ giúp chúng ta sung ký. Cái thuốc này nó có cái thuốc nó gọi là Saxeda nữa, 30mg để cho những người mập và muốn sung ký, thưa quý vị. Cũng năm ngoái, cuối năm ngoái, tháng 12 năm 2016, thì chính phủ Hoa Kỳ cho phép là cái thuốc Jardiance, tức là Empagliflozin. Cái thuốc Empagliflozin là cái thuốc uống, tức là nó làm cho chúng ta đái ra đường ra. Thì thưa quý vị, cái Jardiance này nó sẽ giúp chúng ta chống được bệnh tiểu đường, mà nó cũng được bảo vệ tim mạch của chúng ta, bảo vệ thận của chúng ta. Mà cái này thì bây giờ vì nó làm như thế mà những người tiểu đường sẽ được dùng thuốc Jardiance. Nếu người bác sĩ của chúng ta document là chúng ta bị thận yếu, mà chúng ta bị huyết áp cao, chúng ta bị cái tim mạch chúng ta nó không được stable, thì
thì chúng ta được quyền dùng cái Empagliflozin, thưa quý vị. Cái tin thứ ba nữa là cũng bị tiểu đường, là thuốc, có một thuốc insulin mới FDA vừa approve trong tuần vừa rồi, là cái thuốc có tên là, thưa quý vị, là FIASP, FIASP của hãng Novo Nordisk, rất tốt, nó gần như thiên nhiên. Quý vị ăn, quý vị chích vào trong 1 phút nữa, trước khi ăn quý vị chích lên, quý vị ăn thì trong 2.5 phút là thuốc đã hiệu nghiệm rồi, nó sẽ giúp cho cái đường trong máu quý vị xuống. Vì vậy khi quý vị ăn đấy, thường thường quý vị ăn, mà những người bị tiểu đường thường thường ăn xong thì cái đường lên cao quá, khi quý vị chích này vô thì cái đường nó xuống thấp bình thường, giống như là người không bị bệnh tiểu đường. Thế vậy hay thế phải không quý vị? Rất là tốt, dễ chích, nó có cái kim nó giống như thế, quý vị bấm ra là nó số lượng nó ra, nó sẽ được, hoặc nó có cái vial nhưng mà để cho truyền thuốc, như cái này nó gần như là thiên nhiên chúng ta, rất là tốt thưa quý vị. Còn một cách nữa, nếu chúng ta mà sợ bị tiểu đường thì chúng ta có thể cách ăn uống cẩn thận lại thì chúng ta sẽ không bị bệnh tiểu đường. Cái này được đăng ở trong tờ Diabetologia ở bên Âu Châu vào khoảng mùng 9 tháng 11, thưa quý vị. Tôi nói nếu chúng ta mà cái ông mà tiến sĩ Guy Fageraji thuộc University Paris Sud Biologie CEDEX ở bên Pháp, thì ông ta nói là nếu chúng ta bị stress nhiều, oxidative stress, tức là quý vị làm việc đêm, quý vị mập, quý vị lo nghĩ nhiều quá, thất bại, chán đời, ăn uống rượu nhiều quá, thì nó làm cho chúng ta bị oxidative stress, thì chúng ta hay bị bệnh tiểu đường. Nhưng mà nếu chúng ta ăn cái đồ ăn thực phẩm gì mà nó có nhiều chất antioxidant, chúng ta sẽ chống được bệnh tiểu đường. Những thực phẩm gì mà có chứa vitamin C, vitamin E, flavonoid, lycopene, flavonoid tức là những quý vị ăn những cái trái cây, ăn tofu, sữa đậu nành đấy, mấy cái đó nó có nhiều chất flavonoid. Những pin biết đó là có chất flavonoid. Và chất lycopene, giống như mà cái chất liệu của chúng ta, cà chua của chúng ta thì rất tốt, nó giúp chúng ta chống lại bị tiểu đường. Vì vậy, muốn tránh bị tiểu đường, chúng ta chỉ có ăn rau, ăn trái cây nhiều. Và ăn những thực phẩm có nhiều chất vitamin C, E, uống rượu vang, wine, uống cà phê, nước trà, giúp cho chúng ta chống lại bệnh tiểu đường. Và cái này nó được thử ở trên 64.225 phụ nữ ở tuổi 52 tuổi, quý vị thấy không? Quý vị nhìn cái hình nó ăn rau nhiều, ăn tất cả rau, ngũ cốc thô, trái berry, blueberry, strawberry, tất cả những trái cây, quý vị ăn nhiều, cherry cái thứ, là quý vị sẽ chống được bệnh tiểu đường. Quý vị vừa ăn ngon mà vừa, nhưng mà quý vị phải ăn, thực sự ra trái cây với rau ở bên Mỹ nó hơi mắc. Chúng ta chịu khó chờ đến cái mùa nó đi vào siêu thị thấy nó bán sale thì mua, thưa quý vị. Trong cái ngành sản phẩm hoa chúng tôi thì thường thường bệnh nhân mà chẳng may bị mổ lần đầu tiên, lần thứ nhì muốn đẻ lại tự nhiên thì thường thường chúng ta trước đây chúng tôi vì là bác sĩ sản phụ khoa, chúng tôi nhiều khi chúng tôi khuyên bệnh nhân mổ lại, nhưng mà hội sản phụ khoa bây giờ lại khuyến cáo là chúng ta nên cho bệnh nhân đẻ lại. Và cái sự bởi nếu bệnh nhân muốn đẻ lại, chúng tôi gọi là VBAC, vaginal birth after C-section, hay là chúng tôi gọi là trial of labor after C-section, TOLAC. Bệnh nhân nếu mà muốn xin phép chúng ta đẻ lại, chúng ta phải cho bệnh nhân biết, và bệnh nhân sẽ dễ thành công, từ 60-80% có thể đẻ lại được. Trường hợp con bự quá, trường hợp người mẹ hơi mập quá, trường hợp kỳ trước bị mổ là vì cái xương chậu nó hẹp, xương chậu người mẹ nó hẹp, nó không xuống được. Chúng ta nếu mà cũng là người cha đó, và con nó cũng khoảng ký đó, thì chúng ta nên mổ lại cho bệnh nhân. Nếu không chúng ta có thể cho bệnh nhân đẻ lại được. Và nếu bệnh nhân bị nghịch, chúng ta có thể xoay bệnh nhân được ở trong nhà thương, cũng xoay được như thường, thưa quý vị. Cái thuốc tiểu đường metformin là cái thuốc rất tốt, giúp chúng ta cho những bệnh nhân mà bị bệnh polycystic ovary disease, tức là kinh nguyệt không đều, hơi mập, trứng cá nhiều đủ thứ, chúng tôi gọi là bệnh đa năng buồng trứng. Thì cái bệnh này nó đặc biệt, nó làm cho người ta, người đàn bà hay bị hiếm muộn, thì người ta thấy rằng là cái thuốc metformin sẽ giúp cho người bệnh nhân này dễ có bầu trở lại. Dĩ nhiên nó không, nếu nó so sánh với cái thuốc clomiphene thì nó cũng 9/10, nhưng mà nếu chúng ta cho uống cái đó chung với clomiphene thì người bệnh nhân dễ có bầu hơn. Thứ hai là, thưa quý vị, cái metformin nó là category B. Nếu quý vị mà bị bệnh PCO mà chúng tôi cho quý vị uống thuốc đó, nếu quý vị có bầu, quý vị có thể tiếp tục uống cái thuốc đó, nó sẽ giúp cho quý vị không có bị hư thai và cái cháu nó sẽ ở trong mức tốt, thưa quý vị. Và cái thuốc này nó cũng có lợi là nó làm cho nếu những em bé mà các cháu teenager nó lớn, nó mập, bố mẹ không cho các muốn cháu uống thuốc ngừa thai, thì chúng ta phải cho các cháu tập thể dục để cho nó xuống ký, ăn diet cẩn thận, và có thể cho các cháu uống thuốc metformin cũng rất tốt, thưa quý vị. Nó sẽ phát triển tốt và xuống ký, đỡ trứng cá. Còn cái cuối cùng nữa là khi quý vị đang bị hiếm muộn mà phải làm IVF, thì người ta thấy là nếu mình cho uống cái metformin
thì nó sẽ làm cho đỡ bị hyperstimulation. Tức là gì? Nó có thể làm cho trứng nhiều quá, làm chúng ta đẻ sinh 4, sinh 5, sinh 6, thưa quý vị. Cái tập thể dục để làm cho rút cái dạ con lên trên. Trước đây chúng tôi có nhiều bệnh nhân không chịu mổ, bắt chúng tôi phải chỉ cách cho tập. Chúng tôi gọi là cái cách tập gọi là hypopressy abdominal technique, nằm hút cái bụng vô để cho nó hy vọng là mình hút như thế thì mình kéo tử cung lên. Nhưng mà phương pháp này, thưa quý vị, trong cái tờ báo của British Journal of Sports Medicine ngày 16 tháng 10 nó nói là không có hiệu nghiệm gì cả. Thực sự nếu chúng ta có thể tập được là pelvic floor exercise, tức là chúng ta tập Kegel exercise, tập pelvic floor thì nó hy vọng nó kéo lên được, nó chắc cái tử cung thì nó đỡ xa xuống. Chứ còn mà tập cái bụng, hút cái bụng lên không ăn thua gì cả, thưa quý vị. Phương pháp và cái thuốc Intrarosa mà chúng tôi nói với quý vị trong tuần vừa rồi, cách đây chừng 2 tuần, cái thuốc vaginal suppository để cho âm đạo người đàn bà khi mà hết kinh, âm mình nó đau, khi gần chồng nó khô khan, thì cái dùng cái Intrarosa này nó sẽ giúp cho người đàn bà dễ lấy lại được cảm giác trở lại. Âm đạo nó sẽ trơn trở lại, nó dày lên trở lại, dễ được cảm giác giữa người chồng và người vợ với nhau. Cái này nó theo cái committee của cái Committee for Medicinal Product for Human Use nó, ở bên Âu Châu nó khuyến cáo là người bác sĩ nên viết toa Intrarosa cho bệnh nhân. Cái thuốc này tôi đã viết rất nhiều bệnh nhân, nó rất tốt, nhưng mà nó chỉ có cái nó ra bệnh nhân để trở lại có huyết trắng. Huyết trắng là bình thường chứ không phải nó, người Việt Nam ngày xưa, người Trung Hoa nó gọi là dâm thủy là tốt, không có sao cả. Nhiều các quý vị phụ nữ này hơi ngày xưa nó hết kinh thì nó khô khan, bây giờ tự nhiên lại ướt lại. Thế là, nhưng mà quý vị, nó là cái tốt, quý vị không sao cả. Khi quý vị về già, quý vị muốn có sức khỏe tốt đấy, quý vị muốn có sức khỏe tốt mà không bị té ngã nhiều, quý vị phải ăn rau nhiều, ăn trái cây nhiều, và như vậy cộng thêm với tập thể dục thì quý vị sẽ sống lâu hơn. Dù rằng trước đây quý vị ăn bê bối, nhưng bây giờ quý vị về già, quý vị biết sợ, quý vị ăn uống cẩn thận lại thì quý vị sẽ được khỏe mạnh và quý vị sẽ đỡ bị xuống dốc, thưa quý vị. Cái này được đăng ở trong tờ báo Journal of Gerontology Series A. Nó rất tốt, sức khỏe tốt như vậy, chúng ta đừng có thất vọng. Trước đây mình mập, bây giờ mình già, mình sợ thì bắt đầu ăn uống kiêng cữ, tập thể dục thì nó sẽ tốt lại, thưa quý vị. Ăn rau nhiều, ăn trái cây nhiều, tránh ăn processed food, tức là những ăn hot dog các thứ không được ăn. Nếu chúng ta uống mấy cái ly mà trẻ con hay uống mấy cái ly mà ly nước, nó vẽ hình trên nó giống của hãng McDonald's có một thời kỳ, nó cho khi mình đến mua McDonald's nó cho thêm cái ly đó, sau nó phải thu hồi lại hết bởi vì nó có cái chất chì và chất cadmium, hai cái chất đó nó làm cho ta bị ung thư và độc cho các cháu bé. Và vì vậy nhất là quý vị uống mấy cái ly mà nó vẽ màu như thế, quý vị tránh đi, đừng có cần uống đi trắng được rồi, đừng có thấy nó vẽ màu, nhất là màu vàng đó, làm ở bên Âu, bên Trung Hoa đó, thì nó có nhiều chất cadmium, chúng ta phải tránh xa, thưa quý vị. Cái này được đăng trong Science và Total Environment November 5th, thưa quý vị. Nhất là mấy cái ly trẻ con uống hay có mấy cái đó. Cái thuốc Coumadin là cái thuốc mà để loãng máu, nó rất tốt, nó rẻ tiền, nó làm loãng máu cho những người bị bệnh mà máu đông lại ở chân, hoặc là bị cái tim được thất nhịp thì phải uống cái này để cho nó không làm đông máu, nó chạy đến tim hoặc cho vào óc chúng ta. Nhưng mà nó có cái hại là nó hay làm chúng ta bị chảy máu và chúng ta phải đi khám bác sĩ điều hòa để giữ cho cái lượng tốt. Nhưng bây giờ người ta khám phá thêm là cái thuốc Coumadin này nó có làm chúng ta chống lại được ung thư và làm cho nếu chúng ta đã bị ung thư nó ít bị ung thư trở lại. Bởi vì tại sao cái chất Coumadin nó chống nó ảnh hưởng vào trong cái receptor AXL ở tumor cell, cho nó cái tumor nó không có sinh sôi nở nhiều được nữa. Và do đấy, vì vậy chúng ta sẽ đỡ bị chảy máu. So với những cái thuốc cầm máu chảy loãng máu mới thì không có hiệu nghiệm bằng cái Coumadin như thuốc này, thưa quý vị. Một cái nữa là nếu chúng ta mà thấy bệnh nhân bị melanoma, tức là cái ung thư ngoài da nó đen đen, nó bự ở sau lưng cái gì, chúng ta nên gửi bệnh nhân đi mổ ngay. Vì nếu quý vị nhìn cái hình đó, quý vị thấy nó màu khác nhau, nó đen đen, nó hình thù nó không điều hòa, hơi ngứa ngứa chút xíu. Quý vị thấy như thế thì quý vị phải đi gửi đi lấy ngay. Người ta nói rằng là chúng ta mổ trễ một tháng cũng giảm tử suất tăng lên rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải mổ sớm cho bệnh nhân, mổ large excision thì những bệnh nhân sẽ hy vọng sẽ hết. Còn nếu không nó sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân, thưa quý vị. Nguy hiểm chết người chứ không phải nguy hiểm thường thôi. Cái IUD là để ngăn ngừa tránh có bầu đó. Thì thưa quý vị, bây giờ nó lại có cái hiệu nghiệm thêm là nó giúp cho người bệnh nhân ít bị ung thư cổ tử cung. Tại sao vậy? Bởi vì nó thấy rằng cái IUD nó làm cho người đàn bà không có bầu được là bởi vì nó làm cho con tinh trùng nó bị miễn nhiễm, nó bị vô hiệu hóa. Thế cũng như là khi chúng ta gần người đàn ông và trong người đàn bà thì con vi trùng nó có thể mang con virus. Thì con virus vô nó bị gặp cái IUD, nó bị không còn hành động nữa, do đó chúng ta không có bị ung thư cổ tử cung.
Thực sự ra cái nguyên tắc này trước đây người ta đã nói mà tôi không hiểu tại sao. Hôm nay thì người ta làm một cái thống kê nhiều, người ta thấy quả thực nó chống được ung thư cổ tử cung. Do đó mà trái khoái với trước đây. Trước đây chúng tôi khuyên trong cái một trong những điều kiện để cho những bệnh nhân không nên đặt vòng xoắn là nếu như người trước đây người ta bị nhiễm trùng, người ta hay bị ung tiền ung thư cổ tử cung thì chúng tôi không cho dùng cái IUD. Nhưng bây giờ với cái này thì người ta khuyên là chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng IUD để chống được ung thư cổ tử cung. Đây, vì vậy quý vị nào mà muốn đỡ bị ung thư cổ tử cung thì phải nhớ khi còn nhỏ, các cháu nhỏ mà lớn lên thì đi chủng ngừa cái Gardasil chống lại ung thư cổ tử cung. Thế còn nhưng mà nếu chẳng may chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta sexually active rồi, đã bị expose rồi thì chúng ta chích ngừa cũng không hiệu nghiệm bằng thì chúng ta có thể đặt vòng xoắn để nó hy vọng giúp chúng ta đỡ bị ung thư cổ tử cung. Đến đây chúng tôi xin phép tạm dừng chương trình tại đây, để sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ nhì của chương trình. Xin nhớ quý vị đừng rời máy để chúng tôi có thể được trở lại với quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, bây giờ tôi lại có người bạn hiền của chúng tôi là anh Mã Gia Trí, anh ấy đến đây để giúp chúng tôi vào phần thứ nhì của chúng tôi. Xin kính chào anh Trí ạ. Dạ, kính chào bác sĩ, kính chào quý vị. Dạ. Và thưa anh Trí, bây giờ anh Trí thì cũng là cái đang mùa Open Enrollment và Obamacare rồi các bảo hiểm rồi Medicare lung tung. Xin anh mời anh có thể cho những lời nhắn nhủ gì đến những khán thính giả của chúng ta trên đài. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, bây giờ là cái mùa thứ nhất mình nói về Obamacare. Đây là cái mùa Obamacare, thành ra quý vị phải coi là hết. Nó sẽ gửi quý vị sẽ nhận được một số thơ, nó kêu quý vị renew, tức là phải làm lại. Thì quý vị nên làm lại hoặc là gọi điện thoại, hoặc là gọi điện thoại cho cái cơ với CA, hoặc làm việc với agent của quý vị để làm lại hết. Mà có những cái chuyện nó sẽ hỏi là cái địa chỉ và cái update cái địa chỉ của sở của mình. Và cái nó kêu mình update cái income của mình, thì hai cái đó nó cần. Sau cái đó thì quý vị sẽ nhận được một surprise. Nhiều khi là cái số tiền đó nó premium mình thí dụ 700, nhưng mà thật sự khi mình làm hết cái đó rồi thì nó lại rẻ hơn nhiều lắm. Ừ. Thì đó là một cái điểm rất là surprise, tôi làm cho của một số người là rất là tốt. Cái đó thì nên quý vị làm để chọn lại cái nhóm của mình, chọn lại bác sĩ, tại vì có nhiều nhóm nó nhảy ra nó không làm nữa. Thì có những cái nhóm mới mình phải coi lại. Dạ. Đó là một chuyện rất rất tốt. Cái thứ nhì về Medicare thì thưa quý vị, đây là cái mùa mà quý vị phải coi. Là bởi vì á, có những cái mà mình có trong những tuần qua có một số khách hàng đến chúng tôi thì bởi vì khi mà họ làm họ không có được huấn luyện kỹ càng, là bởi vì họ, thứ nhất họ phải biết bác sĩ gia đình của là ai, nhất là khi mà emergency họ đi chỗ nào. Và khi mà những cái nhóm bác sĩ của họ đã chọn rồi, bác sĩ rồi, thì nó thuộc vào những cái nhóm bác sĩ nào, nhóm medical doctor nào. Thí dụ một cái nhóm nào đó thì những cái nhóm đó lại có dính với lại tất cả nhà thương, thì họ cần phải biết cái nhà thương nào họ phải đi. Đó là ba chuyện phải biết. Và thưa quý vị thì vẫn hiện giờ nếu quý vị ở bao 65 tuổi thì nên làm cái giấy A và B trước, rồi chọn cái, nếu mà quý vị trung bình sức khỏe không có gì hại gì lắm thì nên chọn cái HMO để nó rẻ nhất mà nó tốt nhất và nó có thể cover 100% cho quý vị. Còn nếu quý vị lên tới 70-75 tuổi thì cũng nên cần sử dụng, nếu quý vị có chút đỉnh tiền và có nhà có cửa thì quý vị nên coi lại, nếu có thể được thì vô cái supplement, vì cái supplement nó cover hơn 365 ngày nếu mà mình vô được sinh hồ. Thì đó là cái chuyện rất là quan trọng. Dạ. Chúng ta lại hẹn nhau tuần tới vào quý vị. Dạ vâng. Có gì mới anh Chí lại mang đến cho quý vị, và tôi cũng mong chờ anh mang những tin mới cho chúng tôi để chúng tôi biết, để theo từ đó chúng tôi giúp đỡ cho quý vị. Một lần nữa xin thay mặt tất cả anh em chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hàng tuần vào giờ này. Xin hẹn quý vị trong tuần tới và xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Và xin quý vị nhớ chọn anh em chúng tôi trong tổ hợp y tế Bonza Medical Group, MB Medical Group, MB Care Health Network, One Care Connect để chúng tôi có thể chăm sóc cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Chí. Dạ, kính chào quý vị.